Hello em và chào mọi người quay trở lại với channel CZ. Mới update anh em ơi, nên là meta chúng ta đang sắp có nhiều sự chuyển biến. Ví dụ như là có phần rừng Gana bị nớp này. Chắc không phải bị nớp nhưng mà sao nó xuống tận tệ nhỉ? Ngoài ra chúng ta có sự quay trở lại của song đấu này, chúng ta có sự quay trở lại của bát này, bát thần thoại Cogmo cũng quay trở lại này, bát đâu đấu sĩ bát này này, mình hay thích chơi cái bầu sĩ bát này này đó. Nói chung là nhiều, khá là nhiều cái quay trở lại. Sử thanh hoa Acidisandra à, ok. Và chúng ta có một cái ấn song đấu, làm trận luôn anh em ơi, làm trận luôn, chờ đợi điều gì khổng lồ. Life better on gì cho tận bốn con khổng lồ này anh em. Ấn xong đấu thì chơi xong đấu thôi anh em, bạn này ấn xong đấu này thần tài này. Nhưng mà mình thấy xong đấu không không bị hot pick như hồi xưa đâu, nên là có thể mình sẽ chơi được đấy anh em. Xong đấu à? Xong đấu khổng lồ đấu sĩ. Để cả mấy con của mình chả được kích cái gì. Cùng lắm mình lấy một con thêm con đấu sĩ anh em ơi. Thì mình có thể lấy con Galio, bây giờ con Revan, hai đấu sĩ, hoặc còn mình lấy con Silas. Mình sẽ đánh thử này đi. Daxuo cao cường thì sao? Kai'Sa Galio cao cường, nhận 3 tướng 1 vàng, nhận 3 vàng. Nên mình có form bài sẵn rồi nên mình sẽ không lấy này này. Này có nhận được. Này cũng hay nhá. Này thắng luôn đi. Bạn thân à, đây là bạn thân rồi. Exo, ok, thời là vậy anh em ơi. Chúng ta sẽ có Queen Chán à, chúng ta sẽ có Volibear, Tristana và Lee Sin và Irelia. Đó, 8 xong đấu, 8 xong đấu rồi thì chúng ta cần thêm kích thêm cái gì nữa nhỉ? Đấu sĩ à, cao cường đấu nhỉ? Không có một tí gì cao cường em ơi. Chúng ta kích thêm con Silas đấu sĩ này là cùng này. Lấy thêm mắc ám và lấy thêm đấu sĩ. Và có thể chúng ta sẽ kích thêm con nó cần con Diana này. Mẹ không biết được hiền giả nhỉ. Tốn nhiều sót quá nhỉ. Phê tạm thời này nhé. Chúng để tạm này á. Gì thua này. Chết. Một hai ba một hết. Gì ra ảo thế? Định mệnh thần rừng. Vấn đạn này khỏe thế. Thuật sĩ, pháp sư. Chúng ta đánh khỏe anh em ơi. Chúng ta đã có xong đấu. Thế xong đấu gì? Volibear chắc mình lên 2 thôi. Em main con Lee Sin. Chắc bây giờ Volibear 3 không khỏe bằng con Lee Sin 2 nữa anh em ơi.
À. À, một đấu sĩ này và thêm một con ảnh sứ Thanh Hoa kỳ ghê ta, ngẫu nhiên một búa rẻ của bạn này may thế, vẫn có ấn sứ Thanh Hoa. Thần tài yếu nhỉ, cứ để sát này cho nó đỡ bị kẹt cái bạn thân nhé, sợ gặp bạn thần tài không? Gặp bạn nào đây này trông cũng phải yếu yếu nhỉ. Thân mà thôi nha. Hay quá này, ok đấy anh em ơi, ok đấy. Ok đấy, cái đấy làm cho volleyball được đấy. Volleyball mình đánh thưởng cũng nhiều nữa. Ôi, được nhiều máu lắm nhỉ. Hồi được một tí máu ấy mà. Trông có vẻ cũng không có triển vọng lắm. Chắc tại con A chót để yếu thôi.
Bắt nằm gai tìm đấy. Xem nào. Tỉ quá nhưng mà thôi kệ, ném tạm đi. Tỉ nữa tính sau nha. Lên 7 đã rồi tìm Polybe sau rồi mình vứt vứt đồ lại sang. Bây giờ cứ đép mình ném hết đồ lên đép thôi. Tài à? Chắc mình đã thắng là mạng thần tài đâu. Mình yếu á. Thôi yếu, bạn này yếu á. Mình sẽ cuồng lấy thêm một cái giáp quyền năng nữa đi. Quyền năng đổi con Polymer nào nhỉ, lâu không đánh ấy. Đâu ta? Ê xong đấu đâu vậy? Polymer nhỉ. Ờ, thì mình lắp đồ thế Volibear rồi thì cũng chẳng làm gì nữa. Đang bỏ nước mắt này đi. Để nó có gì đẹp đẹp đây. Máu à? Cho nó một cái vòng bóng boost streak cũng được anh em ơi. Thì Volibear cũng khỏe đấy chứ. Khỏe đấy chứ. Ê đi, mình lên Volibear 1, 3 đồ thôi đấy anh em. Ê, cũng khỏe đấy chứ. Không đến nỗi nào nha. Không đến nỗi nào nha. Ơ hơ. Không hề yếu nha anh em. Galio đấy. Không có lấy người mong bút cũng được. Lee Sin cầm đầu đấy được không nhỉ? Ơi, từ từ mình tìm lại cái xong đấu Lee Sin nữa. À đây đây đây, đây. Xin những cái cầu đầu này cũng ok. Không phải là đồ quá là xịn. Bởi vì đi xin này cần khá nhiều hút máu. Mỗi cái này thôi chắc không đủ hút máu nhỉ. Đây là lòi. Thế cũng được anh em ơi, không đến nỗi nào ấy. Cũng được. Đây 7 mình sẽ tìm tí Volibear 2 nhé, xong rồi mình sẽ đi tìm tiếp Lee Sin trên sau. Hay có cần không nhỉ, hay lên 8 luôn nhỉ anh em. Mình nghĩ lên 8 luôn cũng được. Nhưng mà sợ Volibear 1 có hơi yếu không? Ế cũng không yếu đâu nha, ba đồ này xịn năng nó lắm.
Ê, Volibear bắt đầu quay trở lại anh em ơi. Sự trở lại của Volibear. Đấy rồi chứ không phải bây giờ thì bao giờ. Bây giờ không trở lại thì bao giờ. Lên 8 luôn anh em ơi. Nhìn con Volibear này mình tự tin lắm. Đó cửa mà. Lấy hết đi. Anh em đỡ phải chơi. Mệnh thuật sĩ, thuật sĩ, sĩ quý nhân cao cường. Thiên cung thần tài. Ê, đấy, 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 đấy. Trả hay không trả? Cầm, cầm. Nguy hiểm lắm em ơi, nên là phải lên. Phải lên phải là lên ấy liền đấy. Lên gì nhỉ? Lên 8 liền đấy em. Được không, đoạn này. Chắc bây giờ tìm ra con Volibear 2 ấy chứ. Nguy hiểm cỡ đấy cơ đấy. Rồi rồi rồi. Bắt đầu thấy sự yếu đuối sắp đến rồi. Kindred cầm đồ này trông ngu quá. Bán sử Kindred đi anh em ơi. Ai này mình giữ lại nhé. Cái tên con định mệnh nhỉ. Giữa này lại phát được nhỉ, lấy thêm ba đinh mệnh. Xì lát đầu sĩ này ngon phết này. Ai da, quỷ thư Morello à? Morello mình ném cho con gì nhỉ? Xì lát cầm được quỷ thư Morello. Diana, Diana, Diana vào đây, chẳng là gì xin xì lát đi. Diana, Fred, Asi, hai này cứ giữ lại nhá. Cái này thì cho ba định mệnh vào, cho tạm vào cũng được, nó là chưa ra Lee Sin. Đép máu anh em ơi, đều cuống lên 8 nữa xong rồi chơi tiếp. Volibear ba đồ này ổn quá nhở. Ê, bây giờ sáng chế ra nhiều đồ. Nhiều cái đồ ấy quá. Nhiều cái đồ phụ phụ này quá. Chơi hay phết anh em ơi. Càng nhiều đồ phụ chơi càng hay. Quỷ thư Mario tiếng mình cho con Irelia cầm được. Cho cầm tạm. Cần đấy, cần đấy. Cái này cũng cần đấy. Mà cái này không cần bằng. Nghĩ là dùng cái hút máu đi. Lên được 10 trong đấu nhở. Ai ạ. Ai xì bà không lấy thì tiếc. Lấy làm sao được anh em ơi. Xì đã cầm cái này luôn. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Ron Vương 2. Vương cần, Esroka không cần. Đâu có nhể mình cần tìm gì nhở. Đi xin à. Xin đâu ta? Thôi rồi mình tĩnh này. Đây, cái này đủ rồi này. Vizana mấy con này bỏ đi hết này. Còn Tritana 2 cũng được rồi, Diana 2 cũng được rồi. Silas 2 cũng sắp. Mà hết sử tiền rồi cho bán
Không ồn các bạn ấy nữa nhé, còn các bạn ấy lại khóc. Không ồn các bạn ấy nữa, không các bạn ấy lại khóc. Áo choàng bóng tối này, vuốt móng vuốt streak này. Đây là cái này. Mình cảm giác cái áo choàng bóng tối này nó như là mưa vuốt streak. Cái móng vuốt streak thì không hợp cho con này, mình cho con này áo choàng bóng tối đi. Trong khi ba đồ kia bạn cái này ra một cái chửi xuyên phá à? Cũng muốn lấy một cái tỷ thư Morello nhỉ. Còn phải để mấy con hiền giả, con đấu sĩ lên tràng trên nữa. Chắc là mình để bản thân này mình không để được đấu sĩ phi phi cho lắm nhỉ. Thì lát 2 rồi này. Cũng thiếu xong đấu anh em ơi. Còn phải lên 9 nữa. Tìm con Lee Sin nữa nhé. Thì nhất là con Lee Sin nữa, còn là bỏ một con gì đó đi, còn lên 9, lên 9 là vừa đủ. Lên 9 là vừa đủ luôn. Xin lát các thứ. Ba đồ cho con này. Ba đồ cho Lee Sin. Được. Dễ mất ở đấy. Quỷ thư Morello à, cuồng đao Winso à. Được cái tốc đánh được anh em ơi. Đánh thế nhỉ. Nghĩ đồ chí mạng với cái chí mạng nữa đi. Đánh chí mạng đi. Cho con khỉ đồ à. Con khỉ đồ đấy cũng được. Con Kench. Cái bỏ con khỉ tạm ra đã nhá. Khỉ đồ chí mạng đấy nhưng mà nó sẽ tạm đâu đấy. Xếp được lên chê nữa là anh em ơi, hết chỗ rồi. Bây giờ lên 9 thôi. Đi xin 1. Xin 1 cũng được. Mình có dùng đi xin 2 hơn nhưng mà hết tiền mà rồi. Úi dồi ôi, cái gì thế này. Thiên công Long Vương không có xong đấu. Phải không? Ui, Lee Sin 1 luôn. À không, con này cũng Volley Bear 2 thôi. Hai con cũng hèn như nhau. Tí nữa để thừa thãi nhỉ. Tí nữa bây giờ mấy con bạn thân này mình cũng bị kẹt chỗ mà mình không biết xếp kiểu gì. Kiểu này cũng hay đấy, mình vừa nghĩ một cái trò xong. Đây mình nghĩ cái trò này. Đó, xếp được 8 cái luôn, nhưng mà mỗi con này vào hạng ám à. Xếp thế này cũng được nhưng mà nó không có con nào vào hạng ám cả. Nhưng mà tí nữa mình có kẹp thêm thiền giả vào thì như thế này là nó vừa đủ. Cái gì thật. À đồ. Đồ thì một cái này cho con khỉ đúng không? Ok, thế thì tí nữa cho con khỉ thôi. Chỉ hai đồ chí mạng này. Nếu cần đồ thêm thì mình sẽ cho con Silas chứ mình không cho con khỉ nữa vậy. Mặc dù khỉ hai đồ chí mạng cũng hơi tiếc nhỉ. Hay mình ném hai đồ chí mạng này cho con Diana nhỉ. À bây giờ lên 9 cũng hơi khó này. Bây giờ anh em update lên 9 là tận 80 cơ. Hồi xưa nó 76 hay 74 gì đấy. Mình bớt đường về cho anh em đỡ phải đánh nhá. Đỡ phải đánh. Bình hả? Ai đánh Axi à? Neko. Hay ném đồ cho khỉ ấy nhỉ? Đồ xịn xịn cho khỉ nhỉ? Không có đồ xịn cho khỉ lắm. Hãy
hai đồ chí mạng cho khỉ thôi. Không ai kiếm Lee Sin nào đâu, mình cứ từ từ mình lên Lee Sin có khi cũng ra. Đi đi bộ từ từ thôi, con Lee Sin nó cũng ra lắm rồi. Con Quinzana cũng điên cơ. Chỉ 2000 đam thôi nhưng mà vẫn điên phết đấy. Ê, khỏe quá, sắp đấu quay trở lại beta rồi anh em ơi. Vui quá, vui quá. Ây da. Hero luôn nhỉ? Ba cửa hàng tiếp theo. Roll lấy con ấy đi. Thế rồi. Con này bán im nhỉ, lên xì đắt 3 cũng hơi khó. Giữ lại thì đợi chút. Polybe 3 thì cũng khó, không kém. Mà cũng cứ giữ lại đi. Axie bán đi lấy tí tiền không em? Khỏe quá, nhìn đã quá, nhìn đã quá anh em ơi. Phải là như vậy đấy. Cháy bừng 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 bừng. Mặc dù chỉ là Volibear 2, Lee Sin 1. Được nha, được nha. Cho các bạn thân xuống đây đi. Nhà này counter mình quá nhỉ. Nhà này mạnh mẽ quá. Lên được 9 không ta? Để tốn tiền roll Lee Sin nó mà không thấy. Ông con khỉ kìa. Ông con khỉ đấy cũng được ta. Chỉ bị mất không. Cần đấy bạn ạ. Mình cần người đấy. Sức mạnh phép thuật à, mình có gì nhỉ? Mình có mỗi con mỗi Silas này nhưng mà Morello này. Ok, còn con khỉ cầm mấy đồ kia của mình nữa. Con khỉ cầm gần 3 cái đồ kia của mình. Nhanh không đến, sắp đến chuẩn bị đến giai đoạn yếu của mình rồi anh em ơi, 64. Không lên được là Lee Sin 2, không lên được Volibear 3 là cũng chuẩn bị thấy đời bế tắc đấy. Cuộc sống bế tắc thay vì nở hoa đấy anh em ơi. Xử bạn này nhanh. Xử nhanh. Tỏ hơn làm gì, tập gym làm gì.
kia AC2 chưa? AC2 mình bán AC cũng được. AC2 rồi. Nhưng mà cứ cầm không nhỉ? Sợ đến AC3 không anh em? Chắc bạn này không không quy định liều thế. Rồi, những con người vẽ vẽ vời vời. Bạn này vẫn AC1 này, cứ cầm đi. Cứ cầm đi. Ê, một lên con khỉ hai này vào lắm rồi đây nhưng mà này đi. Này đi. Ui, khỉ hàng có cục blue rồi nữa. Về phết hà. Đúng khỉ hai này không được kích thiên cung, không được kích gì lắm. Có mỗi hai cái thiên cung thì yếu yếu nhất à. Thế rồi, bắt đầu sức mạnh của bọn nó đang tràn về anh em ơi. Có vội không nhỉ? Thêm một vàng cũng có khác gì đâu. Thôi kệ cầm đi. Sức mạnh chúng nó đang tràn về rồi anh em ơi. Ta làm gì phải làm nhanh lên. 60 vàng, cái hội đắt thế. Anh làm gì làm nhanh lên em ơi. Vội lắm rồi. Vội lắm rồi. Mình cần cái thiền giả nữa đấy. Kích kích một đống thứ ấy. Đống tiền của mình em ơi. Gì đây? 60 à? Gần được rồi. Vòng sau anh em ơi. Sau là lên rồi. Tin tưởng rồi. Để con Diana có thêm nhiệt giả nữa, kích thêm mấy tí hồi máu cho anh em. Mình tìm Volibear 3, tìm Xin 2, tìm Sidat 3. Sống được anh em ơi. Vội 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 lắm rồi, không vội hơn được nữa, vội lắm rồi, thề luôn, vội lắm rồi, nhanh nào bạn ơi. Vội lắm rồi đấy. Vội lắm rồi. Chồng nó không thấm thoát vào đâu này anh em ơi. Nó phải thấm vào đâu đây? Nó phải là thấm vào đâu đây? Rồi bây giờ thì không còn nguyện vọng gì nữa anh em ơi. Nguyện vọng như thế là quá đủ rồi, cầm nữa con gì thì cầm đi. Phê Syndra. Quái ấy này. Trông nó khỏe khoắn quá nhở. CRG nào, trông nó cũng khỏe khoắn. Bạn này chứ có Lissandra này. May cái bạn này chứ có Lissandra. Chơi được anh em ơi. Chơi được thì cứ chơi đi. Định mệnh tử thần. Đáng chơi thêm một vòng nữa thì mình cho thêm các bạn thêm một tí đồ nhá. Ui trông bạn này có vẻ khỏe khoắn quá. AC3 khỏe quá anh em ơi.
Xin làm gì đi em? Được, được, được. Đi rê. Định mệnh của chúng tôi à, định mệnh của chúng tôi. Sẽ được em ấy, vẫn sống được. Có người phải đi. Thêm tí đồ, thêm tí đồ. Ire Soji nè. Soji không hợp Ire lắm nhỉ. Mình kiếm chí mạng này. Ê, giảm giáp, giảm giáp, giảm giáp, giảm giáp đi. Giảm một tí giáp đi. Cần giảm một tí giáp đấy. Bọn kia đang tìm gì đây? Naughty 2 à? Bọn em mắc ping rồi đúng không? Không cần tìm gì đúng không? Rồi thì mình tìm thôi anh em ơi. Mình tìm được gì thì mình tìm. Chả tìm được cái quái thì mình mắc ping rồi anh em ơi. Bây giờ xem thằng nào khỏe thằng nào. Bạn này không có Lissandra. May cái bạn này không có Lissandra. Mình đi tìm Lissandra đi. Cuộm 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 hết. Irei 1. Cuộm hết anh em ơi, cuộm hết. Trừ giáp đi, trừ bớt giáp đi anh em ơi. Ôi, bạn này khỏe quá không được rồi. Biết thể là cái chí mạng nó ngon hơn không nhỉ? Để mình được cái chí mạng ngon hơn không ta? Rồi, cũng quá muộn. Anywho, vậy thôi, video mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góc ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Thầy vậy sao bye bye.